Cây cầu là biểu trưng cho một thành phố hiện đại. Lần đầu tiên tại Việt Nam, cây cầu dây văng một trụ tháp nghiêng được xây dựng. Cây cầu như một cánh buồm khổng lồ của con thuyền vươn ra biển khơi. Đó chính là cây cầu dây văng Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi cây cầu bắc qua con sông Hàn của thành phố Đà Nẵng đều có những đặc điểm rất riêng, rất đặc trưng. Nếu nói về vẻ đẹp hiện đại thì tôi sẽ chọn ngay đó chính là cây cầu Trần Thị Lý. Đây là cây cầu dây văng có một trụ tháp với cao độ lên tới 145m, và đặc biệt hơn là trụ này lại nghiêng về phía tây. Cây cầu dây văng này có 3 mặt phẳng dây, trong đó 2 mặt phẳng dây phía tây lại được xoắn vặn theo phương ngang cầu. Và chính sáng tạo này đã làm nên nét nghệ thuật độc đáo và là điểm nhấn tuyệt vời về mặt kiến trúc cho cây cầu. Cầu Trần Thị Lý nằm ở phía thượng lưu sông Hàn, cách cây cầu Rồng khoảng 1 km. Công trình được khởi công từ tháng 4 năm 2009 và khánh thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2013. Cây cầu có hệ thống dây văng với mô hình tháp nghiêng như cánh buồm căng gió vươn ra biển đã trở thành một điểm tham quan mới đầy ấn tượng cho du khách khi đến du lịch Đà Nẵng. Hơn 60 năm trước, ngay tại vị trí cầu Trần Thị Lý ngày nay, người Pháp đã cho xây dựng cây cầu đầu tiên vượt sông Hàn ở Đà Nẵng và đặt tên cây cầu là Đề Lễ. Cầu Trần Thị Lý trước đây vốn là cầu đường sắt, khi đó đây là cây cầu duy nhất nối liền hai bờ sông Hàn. Thời gian sau, vào năm 1975, cây cầu được đặt tên là cầu Trần Thị Lý, tên của người nữ anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau đó được sửa thành cầu đường bộ cùng với cầu Nguyễn Văn Trỗi, làm nhiệm vụ thông thương nối liền hai bờ sông Hàn để ra cảng Tiên Sa. Với sứ mệnh thúc đẩy nâng tầm khu đô thị phía đông nam thành phố Đà Nẵng và nối liền các quận trung tâm với khu đô thị phía đông thành phố này, cầu mới Trần Thị Lý được ra đời với kết cấu và kiến trúc độc đáo và cũng mang hình dáng của cánh chim khổng lồ tung cánh bay cao. Thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với những cây cầu bắc qua sông Hàn. Đặc biệt hơn đó là mỗi cây cầu có một dáng vẻ kiến trúc khác nhau. Từ cửa sông Hàn ngược về thượng lưu có cầu Thuận Phước là cầu treo dây võng. Tiếp tới là cây cầu quay sông Hàn, rồi cầu Rồng. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà cây cầu Trần Thị Lý đã được thành phố Đà Nẵng chọn lựa là cây cầu dây văng để tạo nên sự khác biệt. Tuy là cầu dây văng nhưng lựa chọn được kết cấu như cây cầu hiện nay cũng là một bài toán khó